Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Tuổi Nhâm Dần 1962, bí mật làm điều này trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch sẽ trúng số độc đắc, ôm 100 tỷ, đổi đời giàu sang, an nhàn hạnh phúc. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, ở độ tuổi này, tốc độ lão hóa của cơ thể sẽ tăng nhanh, cô bác sẽ cảm thấy mọi mặt của cuộc sống đều đang thay đổi. Đồng thời, hầu hết mọi người đều bước vào giai đoạn nghỉ hưu, không còn thu nhập cố định, cho nên nếu không lập kế hoạch tốt cho cuộc sống tuổi già, cô bác có thể sẽ gặp phải đủ loại vấn đề đau đầu. Và trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây, ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ cho cô bác 3 bí mật để về già cô bác vẫn có cuộc sống hạnh phúc và thành công. Vậy đó là những bí mật gì thì xin mời cô bác hãy theo dõi video sau. Cô bác tuổi Nhâm Dần thân mến, tuổi Nhâm Dần một số ít người rất ít thành công là nhờ may mắn, còn đâu ai đã đứng trên đỉnh vinh quang thường là do bản thân họ xứng đáng. Chỉ là sự nỗ lực của họ thường người đời không nhìn thấy mà thôi. Nhâm Dần luôn là như vậy, nỗ lực trong im lặng, chăm chỉ làm việc không lời thở than, cặm cụi xử lý vấn đề không có thời gian mà chán nản, vất vả ngược xuôi, thân tâm mỏi mệt, nhưng vẫn cười như thể đời không có chuyện, nên lắm người nhìn vào tưởng họ nhàn tản lắm thay. Lại nói người giỏi trên đời rất nhiều, nhưng người thành công thường là người có khả năng chịu đựng được áp lực. Đó là điều làm nên sự khác biệt, ngã 7 lần đứng dậy 8 lần, lắm lúc chỉ giản đơn là như vậy. Nhâm Dần sinh năm 1962, đã ngã bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, một phần do bản thân họ tự ngã. Nhưng nhiều lần là do người xô, lắm khi do chính những người thân thiết nhất, tin yêu nhất đưa mình vào hoàn cảnh oái oăm. Cơ mà họ vẫn cứ nhịn, cứ tiếp tục chịu đựng áp lực và kiên trì bền bỉ đứng dậy làm lại dần dần, bao thiệt hại từ người đời tạo ra, giúp họ bớt nhiều phần nghiệp quả. Để đường đời càng lúc càng thuận may, chỉ là những trống rỗng thất vọng do nhân tâm mang tới, có lẽ mất cả đời Nhâm Dần mới có thể nguôi ngoai. Trong cái đoạn tương lai gần trước mắt, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm là một trong hai tháng đẹp nhất dành cho Nhâm Dần, tháng của sự thuận lợi, tháng của sự an hòa, tháng của việc được trời và người hỗ trợ tiến mau. Đây là tháng có dự định gì thì nên làm, có mong muốn gì thì nên thực hiện, có đợi chờ gì thì cần tranh thủ 60 ngày đẹp trời thuận may. Nếu có điều gì đó bạn không thích trong cuộc đời mình, hãy thay đổi nó. Nếu không thể, hãy thay đổi cách bạn đón nhận hay nhìn nhận vấn đề, thay đổi thái độ với nó. Nhưng nếu điều đó phụ thuộc ở lòng người, nằm trong quyền quyết định của người khác, thì hãy mặc kệ nó, đừng cố làm vừa lòng tất cả người đời. Lắm lúc trên đường bạn đi, bạn chỉ cần chú ý đến bản tâm của mình mà thôi. Từng sống phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ Nhâm Dần chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa thì cuộc đời rực rỡ, thiếu tiền mới sợ còn lại xá gì sự lạnh nhạt của nhân tình đâu. Vì trải qua nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, nên giản đơn có thì tốt, mà không có thì kệ, cứ nhẹ nhàng nhìn vào sự nghiệp mà thôi. Lại cứ nhớ, Nhâm Dần sẽ thành công nhờ vào chữ tín, nhờ vào chất lượng, trách nhiệm, sự trọng lời hứa trong từng hành vi của bản thân họ, chứ không phải kiểu thành nhờ sổi nhanh mà đạt được. Thời gian là thứ Nhâm Dần cần trong cuộc hành trình bỏ tâm, bỏ sức vào công việc để tạo được sự khác biệt cho khách hàng, đồng nghiệp nhận ra. Nên nếu bạn chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả, tiếp tục bền chí và kiên tâm, không vội vàng, cứ nhẹ nhàng, đất trời ắt không phụ người có tâm. Nhân gian sẽ cho bạn đạt được cái tầm tương xứng với những công sức, nỗ lực mà bạn đã gửi vào trong dòng đời, có vậy thôi. Trong cuộc đời của một Nhâm Dần, muộn phiền nhất là chuyện với nhân tâm, buồn bực nhất là việc của nhân gian, nhân tính, họ là một con hổ ngoài lạnh mà trong nóng. Gửi những tin tưởng vào vũ trụ bao la, rồi nhân lại những phiền hà không như ý, họ giống với cái tên mệnh của họ, Nhâm Dần như lò lửa luyện nhân gian, rèn đủ thứ, nung đủ điều, nên cái chuyện họ bị lừa dối rồi lại tin tưởng rồi lại thẫn thờ, nó cứ lặp đi lặp lại chẳng được một ngày an yên. Là một Nhâm Dần, ắt bạn sẽ rất chăm chỉ, ắt bạn sẽ luôn hiểu về công việc bạn làm, chuyên môn sẽ rất sâu, quan hệ sẽ rất tốt, kiến thức sẽ rất nhiều, tham vọng sẽ rất lắm, nhưng mãi lận đận chẳng thăng hoa, hoặc giả trong giai đoạn trung vận từng có một đoạn bạn thăng hoa bay bổng, nhưng rồi mất mát nhiều phần chẳng đọng lại trong tay, lắm lúc nghĩ mà ức, lắm lúc ngẫm mà tức. Cho một đoạn lao động hăng say vất vả mà cuối cùng toàn đi may áo cưới cho người. Cơ mà cái mà Nhâm Dần mất nó hóa giải đi phần nào nghiệp quả, cái mà Nhâm Dần thiệt nó bớt đi họa hại tai ương, mà cái mà Nhâm Dần cho đi nó cộng thêm một phần phúc báo, để bớt dần cái sự cao số của tuổi ẩm ương, dần hình thành sự ổn định, yên an ở những giai đoạn trung vận của cuộc đời. Tuy muộn nhưng còn hơn là không có,
mà chắc gì đã muộn, lắm lúc đi sau lại đến trước người đời, một phút gặp thời vạn sự bay bổng phù hoa. Còn trong tình cảm, chân thành là yếu tố cốt lõi của nhâm dần, ngọn lửa lò rèn tinh luyện vạn vật nhân gian, xóa đi tạp chất mà lưu giữ lại tinh hoa. Với nhâm dần, tôn chỉ của họ là hết mình và nhiệt tình, ngoài lạnh mà trong nóng, lắm lúc hơi vội vàng, hơi sồn sồn, thiếu khéo léo, thiếu tinh tế, nên kéo theo thị phi, hiểu nhầm, hàm oan. Nhưng thực chất họ là những người chân thành, chân tâm, chẳng qua thế giới nội tâm và cách họ thể hiện không đồng nhất, vậy nên trong cõi nhân gian, ít người hiểu cho sự nhiệt tâm mà nhâm dần gửi gắm. Cuộc đời của nhâm dần là một cuộc đời tiền vận hoành tráng, nhưng cuối tiền vận hơi sa sút, đó là chuỗi tháng năm từ 2020 đến 2024, đấu rồi lại chiến, được rồi lại mất, có rồi lại tiêu tan. Nhưng cũng là chuỗi tháng năm xây dựng nền tảng, nào là tài năng, nào là quan hệ, nào là để khi trung vận mở ra, tiền vận khép lại, cuộc đời nhâm dần có đủ cơ sở để tự thành vinh hoa. 2024 này là năm chuyển giao đại vận của nhâm dần như thế, khi bạn muốn cái mới đến với mình, ắt cái cũ phải dọn đi thì mới có chỗ, thì mới có đường. Vậy nên trong 2024 sẽ là lúc nhâm dần cần lựa chọn hoặc vận số sẽ tự đẩy đưa để đường nhâm dần đi hướng về những điều mới mẻ, khép lại những điều cũ kỹ và có một con đường đúng với sứ mệnh và số mệnh của bản thân, để cái cũ đóng lại. Ắt sẽ có những vất vả và nhọc nhằn, để cái mới đâm chồi, ắt cần tưới tắm một trời công lao. Đầu năm vất vả, giữa năm dễ thở, mà cuối năm xuân về cho nhâm dần xanh sao. Trong công việc, nhâm dần nổi danh với việc lấy chữ tín làm đầu, lấy một là một, lấy hai là hai, sẵn sàng chịu thiệt, không toan tính từng đồng, tiếc là vì tính cách đấy là họ thường mất nhiều hơn được, công sức dốc vào nhiều mà thu hoạch chẳng là bao. 2024 này, đường công việc của nhâm dần sẽ vẫn nhiều khó khăn và chông gai trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 6 âm của năm nay là một tháng nhiều cam go và thử thách. Nhưng sau cơn mưa ắt trời lại tỏ, sau cơn nắng hạn ắt có trận mưa rào vui may, nên nhâm dần có thể lựa chọn nửa đầu năm thì ngủ yên, mà nửa cuối năm thì gầm rú. Trong tài chính, năm 2024 là năm của sự hư hao, nên nhâm dần tốt nhất không cần cố giữ, cứ tiêu đi, cứ cho đi, nhưng đừng cho vay thì sẽ bớt đi phiền phức vào người. Trong tình cảm, nhâm dần độc thân dễ có chuyện yêu thương, nhâm dần hiếm muộn dễ có thêm con thêm cháu, mà nhâm dần đang yêu lại cần đề phòng chia tay, cãi cọ, còn nhâm dần đã có gia đình cần lưu ý sự khắc khẩu, dù rất trân trọng, yêu thương. Có những con đường bạn biết mình sai nhưng lại ngại không chuyển hướng, có những việc bạn biết cần làm nhưng cứ để thời gian trôi qua, cứ thế mỗi ngày một chút thôi. Tưởng chừng chẳng đáng chi, khi nhìn lại mới thấy ngỡ ngàng, rằng thời gian trôi nhanh như chớp mắt, tuổi xế chiều chẳng cứu vãn được gì. Khi còn trẻ bạn sẽ gặp nhiều cám dỗ mê hoặc, nếu không tỉnh táo, minh bạch, thì đến một lúc nào đó bạn bỗng tỉnh ngộ, chợt nhận ra mình đã quá tuổi rồi. Một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc, có nhiều người sống như đang diễn một vở kịch cho người khác, chạy theo số đông, không biết điều mình thực sự mong muốn là gì. Người ta học tập, tôi cũng học tập, người ta làm việc tôi cũng làm việc, người ta vui chơi tôi cũng vui chơi, cứ như vậy sao đạt được thành quả to lớn. Muốn vượt xuất lên để có sự nghiệp thành đạt, thì bạn cần nỗ lực hơn những gì bạn thường thấy trong những mảnh đời thụ động. Nhất là khi bạn còn trẻ, hãy tận dụng thời gian, sức khỏe và ý chí của tuổi trẻ để nhanh chóng thiết lập cho mình một kế hoạch lâu dài và từng bước kiên trì thực hiện. Dẫu con đường có nhiều chông gai, nhưng bão tố sẽ hôn đúc anh tài, kiên cường tiến tới ắt sẽ có được thành công. Có rất nhiều người vì con cái của mình mà hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả thương đau và tủi nhục, nâng niu con từng chút một, bao bọc con trong nhung lụa, chiều chuộng con đến từng bước đi, nhưng họ không nhận ra rằng họ quên dạy con cách đứng vững trước đường đời, quên dạy con cách tự bước đi khi không có người nâng đỡ, quên dạy con cách cho đi thay vì chỉ nhận lại. Tình yêu mù quáng khiến đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ và yếu đuối. Có nhiều người mong con mình sẽ trở thành người tài giỏi, ai cũng nghĩ học ít thật là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất. Nhiều người ép con học thật nhiều, học trên lớp rồi và học thêm tràn lan. Dù con không mong muốn, học nhiều khiến trẻ phải chịu những áp lực không đáng có ở cái tuổi cần được khám phá thế giới, cần được vui chơi và rèn luyện cách sống văn hóa, ứng xử. Chúng ta có đang biến con mình thành cỗ máy thụ động, nhồi nhét hàng loạt kiến thức mà không biết tương lai có còn nhớ, một cỗ máy với tâm hồn yếu đuối, chỉ biết học mà không có kỹ năng sống hay thậm chí yếu cả về văn hóa ứng xử. Tuổi trẻ mà có biết trân quý, đến già hối hận thì cũng đã muộn rồi, say rượu mới biết rượu nặng, yêu rồi mới biết tình nặng. Về phương diện tình cảm, vĩnh viễn là khi có được rồi thì thường không biết trân quý, lúc mất đi rồi mới tiếc nuối khôn nguôi, có bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe, không có một thân thể tốt, thì giàu đến đâu cũng phải sống những ngày đau khổ, ốm yếu,
Lúc còn trẻ không biết trân trọng sức khỏe, cứ thoải mái ăn uống vô độ, thuốc lá, rượu chè, khi về già ốm đau bệnh tật, tự trách mình liệu ích chi. Có một kiểu người cả đời không già, họ là những người không sợ thời gian, không sợ lời dị nghị và cũng chẳng mù quáng mơ màng theo một điều gì đó. Họ là người sống tự tin, độc lập, sảng khoái, họ là anh hùng tuổi xế chiều, là mỹ nhân khi đầu bạc, thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người. Điều khác biệt duy nhất đó là có người trốn tránh, có người thì đối mặt trực diện, họ không ngừng tu dưỡng tâm hồn, khí chất của mình. Kiểu người thứ hai này, họ là những người có đủ đầy 5 loại đặc điểm sau. Thứ nhất là tâm hồn trẻ thơ, bảo trì một tâm thái thuần khiết như trẻ thơ. Đây là một loại cảnh giới của sinh mệnh, là trạng thái đối đãi với bản thân một cách vui vẻ thuần chất, yêu thương. Những người như vậy, họ đối với thế giới bên ngoài, đối với vạn vật và cuộc sống bằng một tâm thái thưởng thức, yêu mến nhiệt tình. Tâm hồn trẻ thơ là biểu hiện cảnh giới của một người thuần khiết, vô tư, không suy tính thiệt hơn, cũng chính là suối nguồn của sự vui vẻ, mà vui vẻ chính là tiên dược để giữ lại vẻ đẹp thanh xuân. Làm người, để luôn giữ được tâm hồn trẻ thơ vốn là điều không dễ. Tâm hồn trẻ thơ ấy không phải là không có tư tâm, cũng không phải ngốc nghếch, dại khờ, mà đã trải qua đủ khổ ải trên đời. Hơn thua được mất đều nếm đủ nhưng vẫn có thể giữ được tâm thái hồn nhiên, yêu đời, đối với mọi việc vẫn hiếu kỳ, thuần thiện. Người như vậy rất gần kề với hạnh phúc. Thứ hai, thiện lương. Thiện lương là mỹ đức của con người. Người thiện lương luôn có một tâm hồn trong sáng, tâm sáng thì dạ ngay. Đường đời cũng rực rỡ, dẫu có gian nan, vất vả cũng vẫn chọn thiện lương để làm người, ấy mới là người khôn. Người lựa chọn thiện lương, cho dù dung mạo có xấu đẹp ra sao, cũng khiến cho người bên cạnh thấy ấm áp, đáng yêu. Ngày nay có nhiều người dùng vẻ bề ngoài, bôi son, điểm phấn để mong có được sự yêu mến của mọi người. Tuy nhiên, dẫu có được cũng chỉ là thứ cảm giác nhất thời, điều mấu chốt chính là tấm lòng. Nếu như tâm không chính, dạ không ngay, lòng không lương thiện, thì có xinh đẹp bao nhiêu cũng chẳng lấy được thiện cảm của người khác dài lâu. Thế nên cổ nhân có câu, cái nết đánh chết cái đẹp, cũng lại là ý đó. Nếu ai đó nói người thiện lương là người xinh đẹp nhất cũng không có gì sai. Bởi người xinh đẹp không chắc đã thiện lương, nhưng người thiện lương ắt là người xinh đẹp. Vậy nên người nào luôn luôn bảo trì tâm hồn thiện lương, người ấy ắt sẽ ngày càng xinh đẹp. Xinh đẹp ở đây không chỉ là vẻ đẹp hời hợt bên ngoài, mà được toát ra từ nội tâm. Vẻ đẹp bên ngoài thì có thể phai mòn theo năm tháng, nhưng vẻ đẹp tâm hồn sẽ trường tồn mãi mãi theo thời gian. Làm người thông minh không khó, khó là sống thiện lương, bởi thông minh là thiên bẩm, còn thiện lương lại là lựa chọn. Thiện lương không chỉ giúp cho con người ta tươi trẻ, mà còn giúp cho lòng mình luôn vui vẻ bền lâu. Thứ ba, tự mình đề cao. Cha ông ta thường nói, ông 70 vẫn còn học ông 71, người ta sống tới già, học tới già, làm người muốn bản thân đề cao thì phải không ngừng học tập, không ngừng tiếp thu cái mới. Người mà tâm hồn luôn tươi trẻ thì tự khắc bản thân cũng tươi trẻ theo. Người trưởng thành không phải là người có được bao nhiêu tiền, mà là người dùng bao nhiêu tiền vào việc có ích. Da đẹp thì như nhau, nhưng tâm hồn đẹp mới là điều khác biệt. Khí chất của bạn sẽ ẩn chứa con đường mà bạn đã đi qua, sách mà bạn đọc, điều mà bạn trải, việc mà bạn làm. Dung mạo có thể khiến cho người ta say đắm nhất thời, nhưng tâm hồn lại khiến cho người khác say rồi không tỉnh. Vĩnh viễn ngự trị trong tâm khảm người khác. Không chỉ có vậy, nếu như vẻ đẹp bên ngoài sẽ phai mòn theo năm tháng, thì vẻ đẹp tâm hồn sẽ lại mặn mà theo thời gian. Một người không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu cái mới, cũng chính là không ngừng bồi đắp vẻ đẹp cho tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của bạn có đủ đầy hương vị yêu thương, lòng bao dung, vị tha, đó cũng là lúc tâm, thân hòa quyện, giúp bạn thăng hoa lên một cảnh giới mới, một cảnh giới mà niềm vui ngự trị, vẻ đẹp thanh cao tỏa sáng. Thứ bốn là vận động. Vận động có thể giúp chúng ta giải tỏa phiền não một cách nhanh chóng nhất. Nó cũng được xem như tiên dược cho con người, không kể tuổi tác, bất luận nam nữ. Mỗi người đều phải biết tự rèn luyện bản thân, là người trưởng thành. Ngoài vấn đề chú ý tới ăn mặc sao cho đoan trang, nghiêm túc, lễ nghĩa vuông tròn, cũng cần phải chú ý tới sức khỏe. Sức khỏe là nền tảng của mọi thứ. Nếu như sức khỏe không có thì mọi thứ đều bằng không, tiền tài, địa vị, tất cả đều chỉ là hư ảo. Vận động không chỉ giúp cho thân thể cường tráng, mà đôi lúc còn giúp cho tâm hồn vơi đi phiền não. Thứ năm là tâm thái. Nhà văn người Nhật Bản Haruki Murakami từng nói, con người không phải từ từ già, mà là già trong khoảnh khắc. Con người ta già đi không phải từ nếp nhăn đầu tiên, từ sợi tóc bạc đầu tiên, mà là từ giây phút con người buông bỏ bản thân. Chỉ có người không buông bỏ bản thân mới sống được cuộc sống không sợ già và cũng chẳng thể già. Sống ở đời thì không ai chịu khổ thay bạn, vậy nên tâm thái của bạn là tự bạn quyết định. Hãy luôn nhắc nhở bản thân phải yêu chính mình. Tâm thái của bạn quyết định tuổi tác của bạn,
Bạn sống tự do, tự tại bao nhiêu sẽ quyết định dung mạo bạn trẻ bấy nhiêu. Thế gian vạn sự cân bằng, trên đời không có việc hoàn mỹ, nhưng cũng chính vì thế mà lại trở thành hoàn mỹ, thế nên sống trong cõi hồng trần. Nhiều lúc đau khổ cũng lại là hạnh phúc, tại sao lại như vậy? Bởi không có đau khổ sẽ chẳng thể có niềm vui. Khi bạn cho rằng cuộc đời thật bất công, cuộc sống thật bất hạnh, hãy tin rằng hạnh phúc đang gần kề bên bạn, chỉ cần bạn cố gắng thêm chút nữa, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Không nghĩ việc đã qua, không buồn việc chưa tới, chỉ sống điều hiện tại, hạnh phúc luôn ở bên. Sống ở đời, ngoài sinh mệnh ra không có gì đáng giá hơn cả, vậy nên chăm sóc bản thân cũng chính là chăm sóc thứ quý giá nhất của mình, vui buồn, được mất, tiền tài, danh vọng, mọi thứ chỉ là hư ảo, không có gì đáng để kiêu ngạo cả, học cách chấp nhận, sống vui vẻ tự tại trong từng phút giây, ấy mới là người minh trí. Không biết từ khi nào, tuổi tác chính là điều đáng sợ của rất nhiều người, cứ như thể mỗi tuổi đuổi xuân đi, năm qua tháng lại, thân già sức yếu, nhưng thật ra nhân sinh tại thế. Điều quan trọng chính là tâm thái, sống đừng để tuổi tác chế ngự bản thân, năm tháng chỉ làm cho tâm hồn ta thêm phong phú, thú vị thêm thôi, mỗi năm mỗi tuổi, mỗi niềm vui. Một năm chỉ có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, nhưng đời người lại mỗi tuổi một mùa xuân, mỗi năm một hương vị, thời gian lấy đi xương cốt của bạn, nhưng lại ban cho bạn trí tuệ, dòng đời trao cho bạn đắng cay, nhưng lại ban cho bạn ngọt bùi, vạn sự cân bằng, tùy duyên mà sống. Tiếp theo là những luận giải chi tiết tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Xin mời cô bác cùng lắng nghe. Tháng 6, tháng 7 âm lịch. Vận trình tháng 6, tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Dần có tốt xấu đan xen, do đó, bạn cần luôn nhắc nhở mình giữ vững tinh thần chiến đấu. Dù gặp khó khăn cũng không nản chí, dù đạt thành tích cao cũng đừng lấy đó làm kiêu ngạo để lơ là. Dưới tác động xấu của cục diện tương hại, công việc của bạn có thể tiến triển không được thuận lợi như dự kiến. Bản mệnh sẽ thường phải một mình hoàn thành tất cả mọi việc mà không được ai giúp đỡ, thậm chí có người còn tìm cách ngăn cản bạn, khiến mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, hãy yên tâm vì nguyệt lệnh đế vượng luôn ở bên bạn, chỉ cần bạn chịu cố gắng làm tốt công việc của mình, không nghĩ đến việc hãm hại người khác thì cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện làm ăn cũng không mấy trôi chảy, các kế hoạch của bạn có dấu hiệu dậm chân tại chỗ vì bạn thường phải bỏ nhiều thời gian, tiền bạc ra để giải quyết nhiều sự cố xảy ra liên tiếp, hãy giữ bình tĩnh để có thể xử lý từng công việc một, chớ nóng nảy lại càng đẩy mình vào rắc rối khó giải quyết hơn. Bản mệnh nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, coi khó khăn, thách thức là yếu tố tất yếu cần vượt qua nếu muốn thành công. Tử vi sự nghiệp. Sự nghiệp của người Nhâm Dần không tiến triển thuận lợi trong tháng 6, tháng 7 này, nhưng cũng không phải chỉ toàn là rắc rối, bên cạnh hung tinh ám hại, bạn vẫn được không ít cát tinh chiếu mệnh, vì thế nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn ắt sẽ có cách vượt lên trên hoàn cảnh để khẳng định bản thân. Trước hết, dưới tác động của cục diện tương hại, bạn thường bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bạn cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này, bạn cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai. Trên thực tế, chỉ cần bạn thực sự tập trung, cố gắng, thì ắt sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn. Hãy luôn cẩn thận những kẻ tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Nếu có ai khuyên bạn làm việc gì, bạn cần phải kiểm chứng thông tin cho kỹ càng, chớ vội vàng tin ngay mà sập bẫy kẻ tiểu nhân. Nếu có ai có ý định làm thân hoặc ra điều muốn giúp đỡ, bạn cũng cần hết sức cẩn trọng, đó có thể là kẻ muốn cướp công lao của bạn để kiếm lợi cho bản thân. Nếu chịu cố gắng, tập trung, vận trình sự nghiệp của bạn sẽ dần cải thiện, do có sự nâng đỡ của nguyệt lệnh lâm đế vượng. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất để khẳng định giá trị bản thân. Bởi hẳn chẳng ai có thể phủ nhận được những thành tích bạn gặt hái được, cấp trên cũng sẽ có cái nhìn khác về bạn, tin tưởng bạn hơn và giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Bước sang tháng 6, tháng 7, người Nhâm Dần đón nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp, mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với bạn trong tháng này. Nhìn chung, bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về tháng mới. Khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toán và mong muốn của bạn, đó là nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Tháng này cũng thích hợp để những Nhâm Dần mạnh dạn thực hiện các việc đại sự, hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân. Trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tử vi tài lộc. Trong tháng 6, tháng 7 này, các kế hoạch kiếm tiền của người tuổi Nhâm Dần tiến triển không mấy suôn sẻ. Chủ yếu do bản mệnh phải chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp khiến bạn mất thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động giải quyết ngay lập tức,
chớ nên để lâu mà mọi chuyện càng lúc càng vỡ lở, khắc phục càng khó khăn và tốn kém. Thời điểm này, bạn nên tiếp tục với các dự án quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh, bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt. Thêm nữa, bạn ít được người thân quen giúp đỡ nên việc gì cũng phải giải quyết một mình. Nếu quá vội vàng làm ăn, bạn sẽ tự tạo thêm nhiều áp lực cho mình mà kết quả chưa chắc đã được như mong đợi. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch khuyên bạn hạn chế hợp tác với anh chị em hoặc những người thân thiết, kẻo rơi vào tình trạng sôi hỏng bỏng không, đánh mất cả các mối quan hệ. Đồng thời, bạn cũng chớ vội tin theo lời rủ rê của người thân kẻo bị lừa hoặc rơi vào cảnh thua lỗ vì đánh giá tình hình chưa thực sự chuẩn xác. Cũng may có đế vượng trợ mệnh nên vận trình tài lộc của bản mệnh không quá tăm tối, đây đó vẫn sẽ xuất hiện những tia hy vọng mà nếu nắm bắt được, bạn có thể giúp bản thân vượt qua khỏi khó khăn. Nếu có ý tưởng giải quyết khó khăn, bạn nên mạnh dạn tiến hành sau khi cân nhắc kỹ càng, chớ nên chần chừ, do dự, để lỡ thời cơ thích hợp nhất. Tử vi tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần có tốt, có xấu trong tháng này, điều này phụ thuộc khá nhiều vào cách bạn nhìn nhận, đánh giá vấn đề và đưa ra quyết định. Dưới tác động tích cực của các cát tinh như Đế Vượng, Thái Dương và Thiên Diêu, bạn cần luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân để giữ quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh. Đừng buông thả bản thân để làm những hành động phản bội, gây tổn thương cho những người thân thương, ruột thịt. Dưới tác động của tương hại, một số cặp vợ chồng có thể rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng, đó là hậu quả của việc đôi bên ai làm việc của người ấy, không quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nếu muốn cứu vớt tình trạng này, đôi bên cần phải tích cực trò chuyện một cách chân thành, không nên che giấu bất cứ điều gì. Tử vi sức khỏe. Người tuổi Nhâm Dần có sức khỏe khá tốt trong tháng này, dù nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải loay hoay tìm cách giải quyết, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng mà lại không đem tới bất kỳ tác dụng thực tế nào. Có những rắc rối không thể kết thúc trong một ngày, một đêm, vì thế dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ, chớ thức khuya dậy sớm, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Tử vi tháng 8 âm lịch. Về sự nghiệp. Tháng 8 âm lịch mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực là điều khó tránh, song vận may trong tháng sẽ giúp bạn gặp hung hóa cát, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Hãy cứ làm việc nỗ lực sẽ gặt hái thành quả tốt, làm nhiều việc thiện thì tích phúc đức càng dày. Tháng này còn có sự xuất hiện của dịch mã động tinh dự báo, khoảng thời gian này bản mệnh có thể hay phải đi xa nhà, phần lớn là do yêu cầu công việc. Ngoài ra, bạn cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần bình tĩnh, tiến hành từng bước, dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ hỏng việc. Dù là làm việc gì đi nữa nên giữ cái tâm thật tĩnh, không tính toán thiệt hơn hay toan tính quá nhiều, kẻo tự tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân. Dù có vấp phải sóng gió nào, cũng chớ nên mất thời gian sầu lo mà cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực, thời gian để buồn bã thì hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Về tài lộc. Tử vi tháng 8 âm lịch nhận thấy, tài khí trong tháng này của người Nhâm Dần cũng đang được cải thiện đáng kể, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng. Nguyệt lệnh trường sinh lại thêm thực thần nâng đỡ, nên có không ít cơ hội kiếm tiền, làm giàu, nhất là đối với ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Thậm chí, có những hạng mục bạn tưởng như không có hy vọng thì nay cũng đã hồi sinh, bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Người làm công ăn lương có một tháng công việc trôi chảy, khá nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan, thu nhập bình ổn. Tuy nhiên, để tạo ra bước đột phá mới, bản mệnh không thể cứ bình bình như thế, hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức hay đào sâu chuyên môn, chờ đợi thời cơ tốt để bứt phá. Một vài người chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh nên có thể sẽ phải đi xa lo liệu việc làm ăn, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, công nợ thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn, ngủ không điều độ, dẫn tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể uể oải, nên chú ý sắp xếp công việc hợp lý. Về tình duyên. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, vận trình tình cảm của người tuổi Nhâm Dần trong tháng này cũng không có gì đáng lo ngại, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức hài hòa, gia đình trong ấm ngoài êm, con cái chăm ngoan, dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải, bởi cả hai đều biết trân trọng những gì mình đang có, nên hạnh phúc được bảo toàn. Nguyệt lệnh trường sinh còn mang tới nhân duyên hữu hảo, giúp bạn tạo dựng được mối quan hệ. Vâng,
Quý vị thân mến, vừa rồi là những luận giải chi tiết tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch dành cho Nhâm Dần. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã lắng nghe hết video ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút trải nghiệm thú vị và hạnh phúc. Hãy đăng ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất trên kênh và có nhiều bài học quý giá cho bản thân và gia đình quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.